kênh Chợ Đầu Mối mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá hàng nông sản tại vựa Úc Dung nha quý vị. Đây là nay em nó bán cam Vinh nữa quý vị. Trên màn hình video các bạn đang xem là cam Vinh nữa quý vị, 20.000 đồng một ký, giá bán lẻ nha quý vị. Rồi mình thấy ở đây là bán đồng giá nè, khu này đồng giá nè, ổi 15.000 đồng ký nè, quýt tường 15.000 ký nè, sòi đeo 15.000 đồng ký nè, sòi keo, sòi keo nha quý vị, sòi keo cũng 15.000 đồng ký luôn. Sòi này là sòi đeo nha quý vị. Còn cái bên đây là sòi keo nha quý vị, 15.000 đồng ký. Ổi 15.000 đồng một ký. Quýt thái 15.000 đồng ký luôn quý vị. Dùng bán rất là nhiều quý vị. Đó, bà chủ đang ngồi đó đó. Bà chủ đang ngồi đó chơi game nha quý vị. Kế bên đây, kế bên đây họ bán dưa gì đó quý vị. Dưa hoàng kim, dưa gì đó 10.000 đồng ký quý vị. Ôi cái này là siêu vip nè Úc Chung. Ôi táo tẩy sao đẹp dữ này nè. 40.000 ký hả? Ôi vậy là thằng này nè phụ bán với mẹ được nè, giỏi nha con. 40.000 một ký, táo tẩy siêu đẹp luôn, trái lớn nha quý vị. Chắc trái luôn, hàng đẹp. Hàng đẹp khỏi chê luôn. Ủa rồi còn cái này là táo gì? Táo hả? Táo hồng. À, táo nó đỏ đỏ nha quý vị. Nè cái táo này nó như vậy. Mình chẻ ra trong nó màu đỏ, nó giống như ổi ruột đỏ vậy, 20.000 đồng một ký. Ôi quá đẹp luôn. Ủa đó thơm là cái loại nào thơm? Loại nào thơm hả? Thơm là táo này. À. Cái này nó thơm nè. À, nó thơm quất à. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, thơm quất à quý vị. Táo tẩy thơm quá. À, mình đứng đây mà nó bay mùi lên thơm á, rất là thơm. Ăn nó ngọt. À. 40.000 một ký mà trái táo rất là lớn nha quý vị. Trái táo này có cả nửa ký rồi hả Úc Dung hả? Đây có nửa, gần nửa ký. Trái gần nửa ký quý vị, trái lớn à. 40.000 đồng một ký. Táo hồng 20.000 đồng một ký. Lạ ha, mới thấy cái loại này luôn Úc Dung. Dạ, hàng mới. Hàng mới hả? Dạ đúng rồi. Táo hồng. Đỏ. À, đây chụp hình chút nữa rồi. Chụp hình em nó coi. Rồi. Quá đã luôn. Còn đây là táo đá hả Úc Dung? Dạ, có đi táo đá không? Dạ đúng rồi. Táo đá. Táo đá là đá trái táo. Apple. Táo đá này nhiêu Úc Dung? 30. Táo này 30.000 nha quý vị. Táo đá 30.000 một ký. Cái sò keo này nhiêu? Sòi keo 17. Sòi keo 17.000 ký quý vị. Cam Vinh, bán cam Vinh kìa con trai. Cam Vinh đó là mình xẻ ra đó quý vị. Mình xắt ra từng múi cái mình lột mình ăn đó quý vị. Đó loại cam đó, cam Vinh. Ngọt nha quý vị. Ở đây bán mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc cũng dễ bán quý vị. Trên màn hình video quý vị đang xem á, là có số điện thoại của Chung nha quý vị, mua bán gì trực tiếp với lại Úc Chung nha quý vị. Mình có làm cái video mà Úc Chung ở đây là có thu mua cào pháo đóng đi Hà Nội nữa nha quý vị.
quý vị cứ mua bán những cái mặt hàng nông sản á, rồi có liên hệ với ông Dung nha quý vị. Ở đây bán không đầy đủ, bán rồi mua nha quý vị, mua rồi bán Tết, bán dưa hấu, bán đủ thứ loại hết, nhiều loại lắm quý vị. Còn đó dưa của người khác quý vị. Sim đen, sim trắng miền Tây 8.000 đồng một ký. 8.000 đồng một ký nha quý vị. Rồi có một quài chuối sim khổng lồ quý vị. Đây là đúng khổng lồ luôn. Ui dà. Quài là mấy chục ký á. Quý bà con nông dân mà mình trồng chuối sim đó quý vị, liên hệ trực tiếp với ông Dung bán nha quý vị. Ở đây là ông Dung mà ai bán rẻ là em mua hết á, mua phải có bán nha quý vị. Chuối sim 8.000 đồng một ký, cái giá hiện tại giờ ông Dung đang bán ra nha quý vị. Thì cái giá của mình á, cũng mang tính tham khảo nha quý vị, bởi vì chợ mà quý vị nó lên xuống bất thần lắm, nó ưng lên là nó lên, là ưng xuống là nó xuống. À, chuối đang và chuối này hút nha, chuối này hút dữ lắm á. Thì quý vị có không? À, bán lẻ là 10.000. Khách hàng ta mua đó quý vị, mua nhiều quá mới có cái giá 8.000 nha quý vị. Còn để 10.000 à, bà chủ đi được rồi, chúc mừng, mừng quá. Em đó mới bị té cái giò, bị chấn thương cái giò, cái chân. Hôm nay em đã đi được rồi, chúc mừng. Ông Dung hôm bữa bị em nó bị thương cái chân á, nghỉ thời gian nha quý vị. Hôm nay là em nó trở lại lợi hại hơn xưa. Nghỉ thời gian mất biết bao nhiêu khách nha quý vị. Mình bán cái này á là nhờ mối lái rồi mà bị sự cố cái tai nạn đó, rồi bắt khách nhiều lắm nha quý vị, tội nghiệp lắm. Rồi 10 10 ký mốt đó, người ta mua vậy với sách nãy vô cân 10.000 ráng chịu, còn mua vậy 8.000 coi sướng không. Rồi có vô nhiêu lựa hết rồi. Anh mua đó về là chú chiên á quý vị. À, chú chiên. Mua về làm chú chiên. Giờ thấy kiểu mua chuối là biết rồi. Lựa nó đều không cần cái lớn. Nè như nãy này lớn nè, anh đẹp thì đẹp, anh đâu thèm lấy đâu. Gì? Cái nãy này nó lớn hơn mấy cái lấy ở đây nữa nè quý vị. Anh đâu lấy mấy loại này đâu. Anh lựa nó giòn giòn. Anh lựa giòn giòn vừa anh đó, anh lấy bự quá là anh không chơi. À, miễn chính thôi hả? Miễn chính là quất hả? Chuối chiên. Mua bán gì cứ liên hệ trực tiếp với vợ chồng Út Dung nha quý vị, có số điện thoại trên màn hình video đó quý vị. Rồi mua gì kìa, bán cho cô kìa con. Bao nhiêu tiền một ký, mua 10 ký 8.000, mua 1 ký 10.000. 10 ký 8.000 một ký là 80.000 10 ký. Đó mình bán luôn, có chủ đây mình chơi mình bán luôn quý vị.
Đậu xe đó luôn. Bớt gì bớt, chuối đang lên mà bớt. Tôi đến cỡ giữa đây tôi trả lại luôn luôn. Cái hồi nữa cái khách hàng, bà khách hàng bà nói tôi ông xong nhiều chuyện. Nó thiệt, chuối đang lên. Đợi cái đó. Nó đang lên nó hút chừng lắm. Không mua là hết luôn đó bây giờ nè. Chứ không có phải mà nó còn đâu. Chuối hút rồi cũng mình cũng mừng cho bà con bán chuối nha quý vị. Trước Tết là chuối nhũng như lắm nha quý vị. Rồi bán chuối thấy hàng quá trời. Còn bây giờ là gần như là chuối chợ đồng mối Hóc Môn là ha, gần như là bao nhiêu cũng hết hay sao. Mua dữ lắm nha quý vị. Trời ơi. Chuối 8.000 mà rồi bớt. Chạy về lại chứ phải chứ gì quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.